Giá heo hơi hôm nay 19 tháng 12 miền Bắc tăng nhẹ, nhiều trại ăn to. Theo thông tin của báo Dân Việt ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 19 tháng 12 tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng 1.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó thì giá lợn hơi mới nhất tại miền Trung, miền Nam cũng đang ở mức cao khoảng 90.000 đồng trên 1 kg. Có nơi bà con đã bán được trên 95.000 đồng trên 1 kg lợn siêu đẹp. Với giá này, nhiều chủ trang trại thu lãi đậm. Giá heo hơi hôm nay 19 tháng 12 tại miền Bắc tăng nhẹ, nhiều chủ trại lãi đậm. Trao đổi với phóng viên Dân Việt thì ông Nguyễn Văn Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi, giá heo hơi ở mức thấp và biến động liên tục thì bây giờ giá lợn hơi lại đang tăng nhanh kỷ lục. Tại Yên Hòa, lái buôn đang lùng mua lợn liên tục với giá 90.000 đồng đến trên 95.000 đồng trên 1 kg nhưng cũng ít hàng. Bởi lẽ là cả xã giờ chỉ còn 2-3 hộ là còn nhiều lợn, số còn lại bị dịch chưa thể phục hồi kịp, ông Thuần nói. Ông Thuần cho biết thêm là theo đà tăng giá như hiện tại thì từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 cũng rất khó có thể kìm được giá lợn nếu như mà các bộ ngành không có giải pháp hiệu quả. Ghi nhận ở Văn Giang, Hưng Yên cho thấy là có trang trại đã xuất chuồng đàn lợn với giá 96.000 đồng trên 1 kg lợn siêu đẹp. Các loại lợn xấu hơn đang được lái săn mua với giá là trên 93.000 đồng trên 1 kg. Với giá lợn hơi cao kỷ lục như hiện tại thì trung bình mỗi con lợn người nuôi có thể lãi trên dưới 10 triệu đồng. Ông Phạm Trọng Minh, chủ một trại lợn ở Văn Giang, Hưng Yên nói. Tại Thái Bình, khảo sát của phóng viên cho thấy là giá heo hơi tại đây đang được giao dịch ở mức từ 92.000 đồng đến trên 95.000 đồng trên 1 kg tùy loại lợn. Trước đây thì giá lợn thấp, thương lái rất kén chọn, nhưng giờ giá tăng lên cao, cứ trại nào hở thông tin muốn xuất hàng là lái đổ đến mua ngay, ông Vũ Đức Phán chia sẻ. Giá heo hơi mới nhất hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên vẫn ở mức cao. Ông Nguyễn Nhật Cường, chủ một trại lớn ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết là giá heo hơi hôm nay 19 tháng 12 vẫn đang ở mức cao, dao động từ 90.000 đến 94.000 đồng trên 1 kg. Đợt vừa rồi dịch tả bị nhiều ở trại nhỏ, lẻ đã cạn kiệt vốn nên là giờ giá heo hơi tăng cao, bà con cũng không còn vốn để tái đầu tư. Số trại còn heo chủ yếu là các trại lớn và các công ty doanh nghiệp nuôi gia công, ông Cường khẳng định. Tại Lâm Đồng thì hiện giá heo hơi cũng đang được các lái buôn thu mua với giá trên 94.000 đồng trên 1 kg. Heo giống có giá khoảng trên 2 triệu đồng trên một con tùy loại trọng lượng. Giá heo hơi hôm nay ngày 19 tháng 12 tại miền Nam khó kiểm soát. Theo ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi và mức giá đẩy lên cao nên là lượng thịt heo nhập chợ các ngày gần đây dao động từ 280 đến 300 tấn trên một đêm, tương đương với khoảng 4.300 con, giảm 25% so với mức bình quân 2019. Dự kiến là sẽ giảm nhiều so với cùng kỳ Tết các năm trước. Tuy nhiên thì ông Tiển cho biết là vẫn đảm bảo khả năng 100% cho nhu cầu thị trường. Theo thông tin từ các thương lái, nguồn heo tại các trại nuôi vẫn còn, đặc biệt là nguồn heo từ các công ty. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm mạnh do giá cao sẽ giúp giảm áp lực lên nguồn cung. Ngoài ra thì thời điểm Tết các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp nghỉ bán nên là cơ bản sẽ cân đối được cung cầu, ông Tiển dự đoán. Tuy vậy thì theo đại diện đơn vị này, do heo hơi hiện chủ yếu được mua từ các công ty nên mức giá khó kiểm soát và theo dự đoán của các thương lái, giá heo hơi có khả năng tiếp tục tăng. Thậm chí thì nhiều thời điểm, heo hơi có thể tăng cục bộ lên trên 130.000 đồng trên 1 kg và 150.000 đồng đến 160.000 đồng trên 1 kg heo mảnh, tức là đã mổ không đầu, tăng hơn 30.000 đến 40.000 trên 1 kg so với hiện tại, ông Tiển nói. Còn ông Cao Thanh Bình, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Sở Công Thương và các ban ngành có vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung, bình ổn giá cho các mặt hàng phục vụ Tết và không thể chủ quan với nguồn cung từ chợ đầu mối và mặt hàng thịt heo. Ngoài thịt heo hơi nan giải thì theo chợ đầu mối Hóc Môn, ngành hàng rau củ quả đã có kế hoạch dự trữ mùa Tết. Nhiều tiểu thương cho biết là sẽ trữ hàng thêm tại xe lạnh container, nhờ đó thì lượng hàng phục vụ Tết khả năng sẽ không thiếu hụt và giá bán ra ổn định. Tại các tỉnh khác như Đồng Nai, Bến Tre, giá heo hơi hôm nay 19 tháng 12 vẫn dao động ở mức 90.000 đến 95.000 đồng trên 1 kg. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến giá lợn hơi các ngày. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nha.